Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh ơi. Nói chung là tầm này thì cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Bạn mình thì vừa ăn được một bát đại nè, và được một rương hồng kim môn phái ngẫu nhiên đầu tiên server. Sử dụng ngẫu nhiên được một trang bị hồng kim môn phái, có option ngẫu nhiên vĩnh viễn nha mọi người. Anh em lưu ý là cái rương này vĩnh viễn. Và đánh một đại hôm nay thì nói chung là đánh hơn 60 con, đang kèm theo bút tiểu 57 con nữa thì mới ra được một rương. Và có thể dùng chìa khóa hồng kim để mua tại cờ diễn các là mở ra. Và hôm nay thì anh Tâm Thái sẽ mua lại. Và nói chung vừa rồi thì anh em cũng có đấu giá, nhiều server thì họ đấu giá với cái rương đầu tiên server này khoảng tầm 3-5 triệu này nọ. Nhưng mà bạn mình thì nói chung thì mình vừa trải nghiệm cũng như là cho anh em đấu giá nhẹ thôi nè, 15 kim. Chứ đỡ mà Khải báo lên 45 kim, 50 kim thì anh cũng mua thôi nè. Nhưng mà nói thiệt là quỹ ban mình cũng nhiều, nên là Khải nghĩ thôi 15 kim thì hợp với giá tiền để anh em chơi vui vẻ rồi nè. Chứ nói chung là Khải là người cầm like mà, như là Khải là người cầm cái đấu giá này thì Khải muốn kêu giá bao nhiêu trả được anh em đó. Nhưng mà theo cái lý của Khải thì thôi tầm 15 kim khoảng 1 triệu quay đầu là anh em ok rồi. Ok lên anh ơi, lên mở rương anh ơi. Gì anh? Anh Phong Ca đâu? Xem like. Đúng rồi, bên đó mở chấm là người bạn mình. Nãy em nuốt rồi mà mấy anh thấy rõ ràng mà. Chính xác. Rồi, giờ Tâm Thánh ơi, video này em sẽ lưu lại kỷ niệm cho Tâm Thánh. Cố lên anh, em chúc anh may mắn. 15 kim. Nói chung là cậu Bình nói đúng ấy, những server khác á nè, rương này đầu tiên server là bèo lắm phải 5-7 triệu. Nhưng mà thôi. Rương này như kiểu rương bác sĩ. Đúng anh. Một rương này là cân cả thế giới. Cố lên anh ơi, cố gắng tìm một món gì đó dành cho ban hoặc là dành cho anh luôn, giúp ban là hợp lý luôn. Đồng cừu 40 thiệt, nếu mà ra đồng cừu anh Tâm Thánh hôm nay chuyển ngay cho em cái băng rồng luôn, nút hết. Để xích lên. Chuyển cái băng rồng luôn. Hợp lý luôn. Rồi. Rồi, anh Tâm Thánh cố gắng lên ơi. Có khi nào anh mở ra cái răng giả không ta? Không biết anh ơi. Rồi, cái miếng máy rồi. Chưa. Bây giờ anh em đón đi, ai đón đúng một kim. Rồi. À, ok. Em sẽ là bao tay đồng cừu. Em sẽ là bao tay đồng cừu. Chắc lên bàn. Bàn tay đồng cường. Em cho là cái bộ lăng nhạc nha. Ok. Chắc lên bàn mới luôn được. Nói chung em chưa vô được. Anh bộ lăng nhạc. Anh Phong Ca đồ, anh Phong Ca ra cái ngọc bội nghe mi liền anh. Nghe bội nghe mi Phong Ca cầm chướng ai chưa nói. Bắt cần bàn anh em, ai dự đoán đi. Dự đoán đúng tặng một kim nó. Bọn anh dự đoán đi. Ừ, dự đoán tặng một kim anh em. Gặp bộ lên nhạc nha. Kích thiên quân bang, kích cũng ngon. Trời, kích chuyển thiên bang xích đi bài luôn. Làm gì có vũ khí. Dây vỏ đan, dây gia truyền lên nhạc. Ok, bao tay đồng cừu Khải rồi, Bỏ cái bỏ bao tay đi. Đúng rồi, nó không có vũ khí để tôi đóng lại mấy. Ừ. Mấy cái phòng đón ai khác đi, bọn định gái không có đâu, không có vũ khí em ơi. Nón thiên vang đồ vũ đời chơi canh dữ ta. Ra gì hình xui nè. Cố lên, ai vừa đón anh em, áo thiêm lầm. Mũ nghe mi. Anh em vừa đón anh em ơi, hả? Anh Tâm Thánh. Một phút nữa, hết vừa đón anh em. Học bội em ơi, ok. Hứa với lòng, ra ngọc bội ngâm y, tặng anh Phong Ca, ông xài. Đồ, ngọc bội ngâm y đẹp luôn anh ơi. Đúng rồi. Không hết. Đồ. Tao uống được tuổi, tao uống được tuổi, cái thằng này, ngậu. Ừ. Đó, riêng ngọc bội ngâm y, tặng riêng anh Phong Ca, một cái ngọc bội đó. Rồi ra cái gì nữa không? Ra bao tay đồng cừu. Ra bao tay đồng cừu, anh Tâm Thánh chuyển ngay cho em cái băng rồng luôn, vô cần hết, không ngán nào đó. Đúng rồi, em giao bao tay đồng cừu là anh Phong Ca phải tặng em cái chị đó. Chơi luôn anh Phong Ca, chơi luôn Phong Ca, đủ được. Ừ, ok. Từ mở nha, còn cái nữa. Anh Tâm Thánh mở xong được cái đó, anh Tâm Thánh cho em cái bóng của anh nha. Không, cái bóng của anh không cho được, bóng của anh không cho được em ơi. Rồi ok, từ từ nha. Anh Tâm Thánh là biết nặng không Tâm Thánh ơi? Rồi, biết. Anh bỏ cái gấp xuống màn hình đó. Từ từ á, để em quay live qua anh á, đợi chút.
Rồi em quay lại anh rồi đó. Rồi ok, quyền của anh mở đây. Rồi ok, anh chốt chưa? Kéo xuống thấp xuống xíu nữa. Rồi ok, kéo thấp xuống. Ok, rồi. Khui, Hồng Kim môn phái đầu tiên server. Tam Thánh sở hữu. Rồi từ từ kéo nhẹ lên, kéo nhẹ lên. Kéo nhẹ thôi, kéo nhẹ thôi. Không thông báo, từ từ. Dạng, từ từ. Gì đây, gì đây? Gì đây? Cái áo. Gì đây ta? Áo thiên vương. Áo đây, áo thiên nhẫn hay thiên vương đây? Chưa biết áo gì nha. Áo thiên vương rồi. Áo đây anh em. Thiên vương. Áo cấn nghiệp hả? Áo cấn nghiệp hả? Rồi, áo gì đây? Hay là đáng đường môn? Có áo đường môn luôn, áo đường môn này được. Cấn nghiệp 4825 thiên vương thương pháp độ 25-48 đặt móc 48 rồi. Rồi, lần sau tiếp tục cố gắng. Áo này 47 thì đặt móc 47 em, 48 đặt móc 47. Nói chung là mở ra áo này thì cũng tạm được. Anh cứ được ra bán được thì nào mua cũng hiện tại bây giờ thì được thì bán cũng được thì bỏ anh đây. Có một khẩu ở đây nữa. Bố lần thế giới ngồi. Thế giới hàng đầu tiên server này em ơi. Áo thiên bang. Nó đẹp. Không biết giá bao nhiêu nhưng mà ai mua được giá cứ bán thôi anh. Áo thiên bình thường. Thiên bang là mặc được nhưng mà nó là kích 2 cấp. Tầm này thiên bang mặc được, thiên bang mặc tốt. Đồ tầm này anh đừng ván qua bên kia, ván bên kia là quýnh anh em mình sắp mặt luôn á. Anh làm ghi bộ đi ngang đi anh đấu. Ừ. Anh cứ gom đi, anh cứ gom đi, mai nữa có nữa hay sao đúng không? Ừ. Chứ ví dụ như anh mà gom được 2-3 món thiên bang này, anh chuyển thiếu làm gì thiên bang vẫn chắc anh, vẫn chắc. Không, trước mắt cứ từ từ, phải ít nhất phải 2-3 món anh ơi. Hiện tại thiếu lâm ngon hơn. Hiện tại thiếu lâm ngon hơn. Đúng rồi. Cái áo đó, một áo thì chưa tác dụng anh ơi, ít nhất phải 3 món. Thua với SC tím vừa rồi. Nói chung là xin chúc mừng anh mà thôi, ráng cố gắng lần sau. Chứ cái áo này cũng nói đỡ nói thì áo này nó không có giá trị bằng những cái món khác. Đúng rồi. Không ai trúng thưởng hết, rất đáng tiếc. Nói chung thì hơi tiếc một tí nữa nè. Đồ, khui cái áo mà ra áo thiên bang, áo cấn nghiệp anh em, 2 cấp 48 và 25. Ok, thì nói chung anh em xem video này thì cũng trong bang thì cũng khá là buồn, nhưng mà thôi, ngày mai hoặc là ngày sau làm lại tiếp tục, kiếm được rương nào tiếp tục sẽ mở tiếp anh em. Đó, anh em xem cho một like chia sẻ nha. Ok. Đó anh em thôi, nói chung thì anh Tâm Thánh cũng chịu đầu tư đó nè. Anh em xem đồ này. Anh này đang đi trong tem liên đấu với Khải nè, thiếu lâm bóng nè. Mười gia truyền 19 này, sẽ đồ Tâm Thánh cực kỳ đẹp luôn. Nón này 240. Áo thổ. Bao tay khăn lôi 30. Ngọc bội khăn lôi. Nhẫn 25-40. Giày 25-40-40. Và đai lưng 40-24. Nói chung là đồ mắt đọc hoàn toàn nè, mắt đọc hoàn toàn. Đó. Rồi anh em xem video thì cho một like chia sẻ cho anh em. Nói chung thì một like chia sẻ ủng hộ Tâm Thánh cho nha mọi người. Với Khải cảm ơn em rất là nhiều nha.